cuối cùng có lẽ để chỉ trong 2-3 phút thôi, và rất nhiều các bạn cổ viên nữ đã rơi nước mắt. Có thể không phải là vì tiếc nuối mà vì cảm thấy cảm phục cái tinh thần thi đấu của các cầu thủ U23 của chúng ta ở trong những phút đấu cuối cùng, và đặc biệt là trong những cái nỗ lực của cả một cái trận đấu như vậy, và những cái tình huống thua như vậy ở những cái phút cuối nó cũng làm cho chúng ta đầy tiếc nuối hơn nữa. Vâng. Ông Nguyễn Xuyên. Vâng, có lẽ là tôi cũng đồng tình với ý kiến của anh Cương cũng như Thuần. Một cái trận đấu mà tôi cho tức là nỗ lực hết sức của anh, không có cái gì để mà chê trách. Thế còn trong bóng đá thì đấy, nó là phút cuối cùng. Có lẽ chúng ta cũng dành một vài lời cho cầu thủ đá chính nhau để nói về mà vua bao ca cũng là một trận đấu rất xuất sắc, cũng đang điều hành cũng thưởng dành cho vua bao ca. Chắc là cầu thủ cũng hiểu là bản thân ngày nay chúng ta không chỉ chơi sân.